Siro để rơi đó thì là Messi đi để yên cho anh đây nhá, để yên nhá, yên đấy, chờ anh một tí để anh đi rửa tay anh làm quả đã, ngồi yên đấy, chờ trông, ngồi yên đấy trông trông đồ cho anh, ngồi yên đấy nhá, để yên chút ngọt của anh đấy, để anh đi rửa tay. Xuống nào. Đứa nào như đứa nào động vào cái ấy của anh rồi, động vào cái máy quay của anh, đứa nào động vào máy quay của anh rồi. Pila có ăn nữa không hay Pila đủ rồi? Rồi để anh làm mấy quả đã. Siro lên trên ghế, Siro ngồi đây, lên Siro lên đây. Pila lên đây. Đi lối nào? Lên đây ngồi. Ngồi đấy trò. Chỗ nho này nó mua hết 70.000. 70.000 là hai bữa canh cá của anh nữa. Mỗi bữa anh ăn hết chỉ hết có 35.000 thôi. Một bát canh cá thập cẩm. Còn canh cá bình thường chỉ có 30.000 thôi. Chỗ nho này là 70.000. Mỗi đứa sẽ được ăn 3 quả nữa nhá. Được không? Mỗi đứa chúng ta sẽ ăn 3 quả nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ để phần. Còn ngày mai cũng có cái ăn. Ok không Siro? Ok không Messi? Villa đồng ý nhá. Rồi anh cũng chỉ ăn mấy quả vậy nữa thôi, không ăn nữa. Đôi 4 6 8 9 11 12 15. Đôi 4. Rồi, cho 16 quả đây. Bao gồm cả quả to cả quả nhỏ. Yumi từ bé đến lớn. Siro Melsi. Trời ơi, này này, động vào cái máy quay của anh này, anh buộc cho đấy, ăn còn để rơi. Pila cho đỡ vướng đây. Yumi, Siro, Melsi, Pila. Ăn thế này rồi phá sản lên đây. Anh sắp phá sản rồi. Phát hiện ra chúng nó rất là thích ăn nho là bởi vì tất cả các loại đồ ăn ấy, mà khi mà chủ mà ăn thì chó nó đều ra nó ăn xin, nó đều xin cả. Và tùy loại, có những cái loại quả hay là bánh ấy, thì có thể chúng nó ăn không ăn, hoặc là nó ăn một vài miếng là nó cũng xin nhưng mà nó không thèm khát quá. Nhưng mà riêng là thấy có nho này là từ con to đến con nhỏ con nào cũng thích. Ban đầu nó không biết đấy, thì bẻ đôi nó ra như thế này này, và nó thèm đây này, đang ngồi không mà đang nhỏ dãi ra này, bởi vì nó thèm quá ăn nó ngon kiểu vậy. Miếng này cho đứa nào nhỉ, nhỉ? Miếng này thì cho đứa nào? Đây, Pila với Siro đang nhỏ dãi này. Messi, bởi vì nó ngon quá, thèm. Tức là cái nho này này chúng nó rất là thích ăn. Nhưng mà cái món này nó hơi tốn tiền. Thỉnh thoảng chú mua chú ăn thì cho có con mấy quả thôi. Nhưng mà ăn nhiều thì có vợ vỡ nợ, sạc nghiệp.
mà ăn nhiều nó cũng nó cái gì nhiều quá nó không tốt đâu, rối loạn tiêu hóa đấy. Vừa mới nói xong về cái vấn đề mà nhiều người chăm chó quá, cho nó ăn thịt quá nhiều, khi thấy con chó mà nó kém ăn thì lại tăng cái lượng thịt lên. Ok, tăng lượng thịt được, nhưng mà cái lượng thịt không nên quá nhiều, nó vẫn phải ở trong một cái tỷ lệ, nó vẫn phải ở trong một cái tỷ lệ tốt cho cái tiêu hóa của con chó, chứ chúng ta không nên cho nó ăn nhiều quá. Nhiều quá thì nhiều hay là ít thì chúng ta nhìn cái phân của chúng nó, phân màu gì, phân đẹp không. Nếu mà phân mà màu đen thì tức là đấy là nó đang thừa thịt. Rồi, còn mấy quả nữa thôi, 4 quả này, tách đôi ra là được, ở 2 lượt này, nốt lượt này thôi nhá, và lại để cất đi để mai anh còn có cái anh ăn, chứ không ăn như này thì vỡ nợ mất. Rất là yên tĩnh, rất yên ắng, không có con nào có một ồn nào gì cả. Đấy là đấy, mọi người mà ai mà có những cái con mà nó ồn ào quá, cái tính cách của chúng nó quá là gọi là quá nhộn nhịp, muốn hãm nó lại thì chúng ta phải là cái người điều tiết, nó sẽ theo cái sự điều tiết của chúng ta, chứ nó không có phải là cái, kể cả như siro này bình thường nghịch như gì chứ không phải không. Nhưng mà khi mà các cái tiết tấu của chúng ta nó chậm lại thì tự nhiên chúng nó sẽ chậm lại và dần nó quen. Tại sao mà những cái con mà nó ở nhà mình lâu ấy là chúng nó nhìn cho nó rất là từ tốn mọi thứ, chứ nó không có vội, nó tùy từng lúc, nó phấn khích, nó rất là phấn khích. Nhưng mà cái lúc nào mà từ tốn thì nó rất là từ tốn, bởi vì sao đây, không từ tốn không được, ồn ào thì bị bỏ bữa ngay, ồn ào mất phần. Đứa nào ngoan nói nghe lời thì được ăn đủ lượt, còn nếu mà không thì nó mất phần ngay. Thôi hết rồi nhé, ăn thế đâu, mất nửa túi nho rồi, mất nửa túi nho tức là mất mất nào, Messi lên ghế ngồi đi, lên ghế ngồi, lên ghế, lên trên ngồi. Mất nửa túi nho tức là mất 35.000 rồi. Thôi được rồi, ăn thế rồi. Được rồi, cho mỗi con quả nữa đi. Tôi động vào cái máy quay của tôi, cho mỗi con một quả nữa. Rồi chào mọi người nào, siro lên. Ok. Rồi, ngồi đấy. Jimmy ra đây, Jimmy ngồi đây, ngồi xuống, Jimmy ngồi đấy, hai chị em ngồi chung, Messi lên, rồi, ok, được, ngồi đấy, nào, tất không, Pila, Pila lên đây, lên ghế ngồi, Pila, Pila qua nào, lên. Rồi ngồi xuống, ngồi Messi. Ok. Làm cái ảnh chào mọi người nhá. Hey nhô. Ok, xin chào mọi người nhá. Cho đứa bé ăn trước, lớn ăn sau. Đấy, thế là có cái ảnh đẹp rồi đấy. Mỗi đứa một quả nữa và chúng ta kết thúc cái buổi ăn tốn tiền ngày hôm nay. Buổi ăn hôm nay là buổi ăn rất tốn tiền. Này, Yumi, 4 quả này thì đứa nào ăn quả nào? Này, nhá. Đứa bé thì ăn quả bé nhá, đứa to ăn quả to.
Ok. Nào. Này, cho hai đứa bé được ăn nhiều hơn này. Ok, được rồi, đây của Pila đây. Của Messi đây, của Siro đây. Ok, kết thúc. Bye bye, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Có hai con dời vẫn còn đang hóng Siro vẫn còn đang hóng Anh Hùng về đấy Anh Hùng về đấy